Sau ly hôn, Thu Thủy liên tục gặp rắc rối vì bị chồng cũ đại gia hăm dọa. Nữ ca sĩ chỉ mong cuộc sống của hai mẹ con sẽ bình yên sau sóng gió hôn nhân mà cô vừa trải qua, nhưng có lẽ điều này vẫn chưa thành hiện thực. Vừa qua, cả showbiz Việt cũng như người hâm mộ như đứng ngồi không yên trước thông tin Thu Thủy đã ly hôn với chồng sau 17 năm hẹn hò và sống chung. Chính Thu Thủy là người công khai việc này đến với công chúng và mọi người ai cũng thương cảm cho trường hợp của cô. Theo đó, nguyên nhân chia tay được biết, ông xã của nữ ca sĩ quá tôn trọng chuyện tự do cá nhân và không dành thời gian cho vợ con. Trước khi công bố chuyện tan vỡ, Thu Thủy có vài lần bộc bạch nỗi bức xúc của mình trên trang cá nhân, nói về việc mình bị chồng dồn đến đường cùng. Dù không chỉ đích danh ai, nhưng nhiều khán giả cũng đoán được người mà cô nhắc đến chính là chồng cũ. Dường như mối quan hệ giữa cô và chồng cũ có nhiều vấn đề mâu thuẫn. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục đăng đàn, thể hiện sự bức xúc. Cụ thể cô viết, lúc con trai bệnh sốt cao cập nhật liên tục lên Facebook, sao không thấy ai hỏi thăm, còn hăm dọa tôi và mẹ tôi, làm ơn để mẹ con tôi được bình yên. Điều này cho thấy Thu Thủy liên tục bị đe dọa sau khi ly hôn với chồng đại gia, người mà cô dành cả thanh xuân đẹp nhất của người con gái cho họ. Rất nhiều lời bình luận động viên dành cho hai mẹ con Thu Thủy trong giai đoạn mệt mỏi. Nhìn thấy con trai bị thiếu thốn sự chăm sóc của cha, cô không thể cầm lòng được và quyết định dừng lại cuộc hôn nhân này. Đây chính là thời điểm mà Thu Thủy rất cần sự mạnh mẽ để xây dựng một cuộc sống thật tốt cho con trai, vừa được tròn 2 tuổi rưỡi.